bình nguyên vô tận. Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với channel của mình nhá. Thì mình là NTG Liên Quân đây. Hôm nay theo cầu bạn Tài Lê Trung, bạn NH Gamer, bạn Lâm Thanh Đỗ cùng với bạn Huy Tiger, chúng ta sẽ cùng nhau đến với vị tướng Triệu Vân ở trong mùa giải S4 2023 này nhá. Một vị tướng đấu sĩ cũng rất là mạnh ở trong Liên Quân. Và trong mùa giải lần này thì vị tướng Triệu Vân của chúng ta cũng không có sự thay đổi gì nhiều, gần như là không có thay đổi. Bởi vì vị tướng Triệu Vân của chúng ta cũng là một trong số những cái vị tướng rất là ít bị tác động bởi meta. Thế nên cũng là lý do mà những cái người mới chơi luôn luôn được game tặng free cho vị tướng Triệu Vân. Nếu đánh ổn, mình có thể đảm bảo với anh em rằng là chúng ta chỉ cần cầm vị tướng Triệu Vân này, leo một mạch từ đồng lên cao thủ rất là dễ dàng. Đó, và trong cái trận đấu ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lối chơi Triệu Vân đi rừng. Một lối chơi mà mình thấy cũng rất là phổ biến nha. Chứ đi top bây giờ thì cũng khá là ít người dùng. Tranh thủ vào đây là cứu cô nàng Arum. Chứ tình hình này mình thấy Arum khả năng toang khá là cao. Và úi ôi, tốc biến thế này thì thôi đất rồi, không thể cứu được. Và mình chắc là cũng phải chạy thôi. Bây giờ với cái sự truy đuổi của tận 3 người, cả Quillen, cả vị tướng Laurel và cả Zip và team bạn. Và liệu ăn được không nhỉ? Và chúng ta vẫn có thể ăn được một bạn đến từ vị tướng Quillen sau một cái pha băng trụ tương đối là liều. Và có một nội tại giai đoạn đầu trận khá là ngon nhỉ. Trận này thì chắc là mình sẽ cố gắng làm sao mà cứ tầm khoảng 1 phút là chúng ta có ít nhất 1 đến 2 nội tại. Chơi vị tướng Triệu Vân này thì chúng ta sẽ cần hai yếu tố chính. Thứ nhất là chúng ta phải đi đảo ganh thật là nhiều. Ăn mạng cũng được mà không ăn mạng cũng được, nhưng ít nhất chúng ta phải có một điểm hỗ trợ. Tại vì với những cái điểm hỗ trợ thì vị tướng Triệu Vân sẽ được cộng vào cái nội tại long tướng của vị tướng này. Với mỗi điểm nội tại long tướng thì chúng ta sẽ được cộng 12 công vật lý và cộng dồn tối đa 20 lần. Trong tập giai đoạn đầu trận này, nếu mà anh em ăn được khoảng 1 đến 2 điểm nội tại thì cái việc farm rừng của anh em cũng sẽ trở lên rất là nhanh. 2 điểm nội tại thì chúng ta sẽ tương đương là một cái thanh kiếm ngắn. Thế nên cái việc farm của vị tướng Triệu Vân nó cũng sẽ trở lên rất là tốt. Và Zuka thì bây giờ như mình thấy cũng hết chiêu rồi, có một chiêu để chạy và thêm một cái khóa chân đến từ vị tướng Bonnie và ăn được vị tướng Zuka ở phút thứ 2. Đó, khả năng cái tiến độ này là chúng ta có thể đạt được. Đâu đó tầm phút thứ 15 thì mình mong rằng là chúng ta sẽ đủ 20 điểm nội tại và bộc phá được cái sức mạnh của vị tướng Triệu Vân. Ngoài ra chúng ta còn một cái yếu tố nữa để anh em có thể đánh tốt được vị tướng Triệu Vân, đó chính là phong cách chơi. Và cái phong cách chơi ngày hôm nay thì chắc chúng ta sẽ nhấn mạnh ở trong video này nha. Để chúng ta làm sao cải thiện được lối chơi Triệu Vân tốt nhất và gần như không bao giờ bị đánh một cái lối đánh thụ động. Thụ động ở đây thì có nghĩa là một cái lối đánh mà chúng ta bị phụ thuộc quá là nhiều vào chiêu cuối của vị tướng Triệu Vân. Cái chiêu cuối hiện tại của mình thì anh em cũng có thể nhìn là nó rơi vào tầm 22 giây đến tầm khoảng 23 giây. Đó, một quãng thời gian rất là lâu. Nhiều khi nếu anh em nào mà đánh thụ động quá thì cũng thấy giao tranh nhưng mà chả giao tranh đâu. Đợi cái chiêu cuối thì mới có thể giao tranh được. Đó, nó cũng giống như cái lối chơi Volcat đấy anh em. Nhiều khi là có ngựa thì mới dám giao tranh, còn không có ngựa thì lại lảng tránh. Tại vì với vị tướng Triệu Vân, nếu mà anh em combat ít ở giai đoạn đầu trận thì ở tầm giai đoạn cuối trận chúng ta sẽ rất là chật vật trong cái quá trình mà chúng ta lấy được những cái điểm nội tại. Cố làm sao mắc 20 điểm nội tại càng sớm càng tốt. Trước phút thứ 12-13 thì gần như sẽ là một cái thế lăn cầu tuyết rất là mạnh của vị tướng Triệu Vân dành cho team bạn. Nhưng mà thật ra là team bạn người ta cũng biết, thế nên người ta cũng sẽ hạn chế giao tranh đi tối đa. Ở đây thì Zip cũng đang còn chấm máu mà thôi. Mình sẽ vào mình quẹt nha. Quẹt tất cả và gây sát thương lên mọi tướng địch. Và Laurel thì cũng đang múa rất là lực và có lẽ chúng ta sẽ là lên bàn điểm số mà thôi. Rồi mong rằng là sau đó team chúng ta sẽ ăn được mạng nào và khả năng cao là sẽ không ăn được mạng nào cả. Đó, nhưng mà tiền đề là chúng ta sẽ vào giao tranh. Anh em sẽ quẹt và gây sát thương lên tất cả tướng địch để đảm bảo rằng là tướng địch có lên bàn điểm số thì chúng ta sẽ có thêm được những cái điểm nội tại. Và quay trở lại một tí về chất tướng của vị tướng Triệu Vân trong clip ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với lối chơi, lối trang bị bảng ngọc và cách combo chơi Triệu Vân. Nhưng mà ở đây thì chắc là chúng ta sẽ ngược lại một tí nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cái lối trang bị của vị tướng Triệu Vân. Tại vì trang bị của Triệu Vân cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để anh em có thể tạo ra những cái combo sốc sát thương, một bổ một mạng. Trong trận đấu ngày hôm nay của mình thì chúng ta sẽ lên cho vị tướng Triệu Vân, đó chính là món trang bị thương xuyên phá. Một món trang bị mà chắc là nhiều anh em cũng bảo là sao lại lên. Tại vì mặc định là anh em biết là vị tướng Triệu Vân sẽ là gây sát thương chuẩn. Quillen đây cũng rất là nhanh nha, vừa thấy Bonnie ít máu là cũng lao vào, nhưng một cái pha lao vào sai lầm rồi và bây giờ thì gần như là cũng không thể chạy được. Và chúng ta có thêm một mạng nữa ở phút thứ 4 và nâng cái điểm nội tại lên thành 4. Đó, và cái mức sát thương của vị tướng Triệu Vân bây giờ thì nó cũng đang tăng tiến dần theo thời gian. Quay trở lại với câu chuyện là tại vì sao chúng ta lên xuyên giáp. Với chiêu cuối của vị tướng Triệu Vân thì chúng ta có thể thấy là nó gây hai loại sát thương. Thứ nhất là sát thương chuẩn và thứ hai là sát thương vật lý. Đó, và ôi lại Zuka băng à. Bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ bắt được không nhỉ? Chiêu cuối của mình còn 5 giây hồi. Thế nên khả năng mà càn theo Zuka nó cũng hơi khó. Rồi chắc là mình sẽ đẩy tên lính này lên cao thôi.
tránh hạn chế mất trụ. Vì sát thương của vị tướng Triệu Vân nó là hai loại, cả sát thương chuẩn và cả sát thương vật lý, thế nên khi anh em lên xuyên giáp thì cái lượng sát thương vật lý thêm khi chúng ta bật chiêu cuối nó cũng sẽ được cộng dồn. Hoàn toàn ổn và hoàn toàn hợp lý khi chúng ta lên xuyên giáp. Thế nên là khi chơi vị tướng Triệu Vân, nó anh em cứ thoải mái nhá, nhưng mà mình nghĩ cái món xuyên giáp phù hợp nhất cho Triệu Vân nó sẽ là cái thương xuyên phá. Chứ còn Muramasa với cả thương long thì nó cũng không hợp lắm. Tại vì thứ nhất là thương xuyên phá nó tăng tốc chạy cho vị tướng Triệu Vân khi chúng ta đi đảo ganh. Và thứ hai đó chính là lượng công vật lý cộng thêm cho vị tướng Triệu Vân cũng rất là nhiều. Tại vì công vật lý của vị tướng Triệu Vân cũng sẽ tỷ lệ thuận với sát thương chuẩn chúng ta bật chiêu cuối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ui từ từ nha. Mình vừa thấy Laurel, thật ra đánh với Laurel tầm này thì cũng hơi khoai nha. Tại vì Laurel là một chất tướng khắc đấu sĩ rất là tốt. Nhưng mà ở đây thì team chúng ta đã một cái pha chói rất là chính xác của vị tướng Quillen. Và có thêm cả treo nát bắn cover thì gần như là Laurel cũng gãy cánh rồi. Trận này team mình được ưu thế đó chính là hai phép, thế nên khả năng sẽ là hai quyển sách. Và đường mid tiếp tục có combat và chúng ta sẽ spam tê tái. Đó, thật ra mình xác định được là chúng ta ra thì cũng chả được mạng đâu, nhưng spam cái tê tái góp sát thương nó một ít nhưng lại được thêm một điểm nội tại rất là có lợi. Đến với bộ kỹ năng của vị tướng Triệu Vân thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội tại Long Tướng. Nội tại này thì ở đầu clip chúng ta cũng đã bàn qua rồi. Đại loại thì sẽ là mỗi lần anh em hỗ trợ là ăn mạng, chúng ta sẽ được cộng thêm công vật lý và cộng dồn tối đa 20 lần và mỗi lần anh em sẽ được cộng khoảng 12 điểm công vật lý. Cũng rất là ngon nha. Anh em tích được lên cho mình 20 lần thì bổ nó sẽ rất là đau. Và ui từ từ pha này thì mình đang căn giòn và một cái pha xích cũng rất là chính xác. Và Zip bây giờ thì cũng đang dùng cái lăn lông lốc để có thể chạy, nhưng hết lăn lông lốc thì lại một lần nữa lên bản đếm số. Và chúng ta đã có 7 mạng và 2 điểm hỗ trợ. Cái nỗi sợ lớn nhất của team bạn thì chắc bây giờ đã đến rồi. Đó chính là combat, lỡ combat nhiều quá làm cho Triệu Vân có nhiều điểm nội tại. Chứ thật ra là Triệu Vân nó xanh thì chưa nguy hiểm đâu, nhưng mà nhiều điểm nội tại thì chắc chắn là nguy hiểm. Đó, đến với chiêu 1 Long Huyết của vị tướng Triệu Vân. Sau khi chúng ta kích hoạt chiêu thức này thì vị tướng Triệu Vân sẽ xóa bỏ hoàn toàn trạng thái khống chế trong 0,5 giây và tiếp tục là tăng tốc chạy. Và Laurel thì không biết là có bật chiêu 2 không nhỉ? Rồi hình như là không bật, mình sẽ bổ chiêu cuối luôn. Từ nãy đến giờ là mình đang căn là xem Laurel bật chiêu 2 không. Chứ thí dụ mà anh em bổ chiêu cuối mà Laurel chiêu 2 kịp thời là hoàn toàn thể né được cái chiêu cuối của chúng ta. Gia ta vừa rồi mất chiêu cuối đi bộ thì gần như cũng khó chạy với cái sự truy bắt của vị tướng Quillen rồi. Và may mắn là chúng ta vẫn có thể sống được sau cái pha sốc sát thương vừa rồi. Tại vì với mỗi cái mạng hạ được hoặc là cũng với những cái điểm hỗ trợ hạ được của vị tướng Quillen thì Quillen sẽ được hồi gần như là reset toàn bộ kỹ năng. Và chắc là chúng ta sẽ quay trở lại pha một tí nha. Đó, còn đến với chiêu 2 của vị tướng Triệu Vân có tên là Long Hống. Chiêu thức này thì vị tướng Triệu Vân sẽ gây sát thương ra xung quanh. Đặc biệt là sau khi anh em dùng chiêu 2 này, vị tướng Triệu Vân sẽ tăng tối đa 200% tốc đánh và kèm theo phần trăm hút máu. Thế nên là khi chúng ta chơi vị tướng Triệu Vân thì gần như là chúng ta cũng chả bao giờ phải biến về. Đó, anh em ít máu, anh em cứ dùng chiêu 2 này vào quái rừng cho mình. Anh em đánh thường thì chúng ta sẽ phun máu rất là nhanh. Và Zuka thì như có biết mình không nhỉ? Mình sẽ núp vào đây đợi một tí nhá. Rồi, và sẽ đánh chặn đầu Zuka. Bật chiêu cuối, sau đó chiêu 2, chiêu 1 và Zuka vẫn có thể chạy được. Rất là may mắn. Cũng một phần là bây giờ về cái mặt lượng vàng là chúng ta chưa chênh lệch nhiều. Thành ra là combo nó cũng chưa rác. Chứ tí nữa tầm giai đoạn cuối trận thì mình cũng sẽ cho anh em thấy cái sức mạnh của vị tướng Triệu Vân. Với một chiêu cuối và sau đó bồi một đòn đánh thưởng, tướng địch bay màu trong nháy mắt. Cuối cùng chia sẻ nốt về cái chiêu cuối long kích của vị tướng Triệu Vân. Với chiêu này sau khi anh em kích hoạt thì vị tướng Triệu Vân sẽ bổ vào tướng địch gây sát thương chuẩn. Ngoài ra là sẽ cường hóa đòn đánh tiếp theo của vị tướng Triệu Vân kèm theo sát thương chuẩn. Có nghĩa là nó sẽ gây cả sát thương vật lý và cả sát thương chuẩn như ở đầu clip mình đã nói. Và Quillen thì bây giờ chạy làm sao được khi cánh trên Arum bọc và cánh dưới mình đã có mặt. Rồi như là bật tàng hình. Mà tàng hình cũng chỉ mang cái tính chất là thời điểm thôi. Chứ còn để mà chạy được dài thì gần như là không thể. Tổng quan qua từ cái bộ kỹ năng của vị tướng Triệu Vân thì ở đây chúng ta sẽ rút ra cái lối combo cho vị tướng Triệu Vân. Đó chính là khi anh em thấy tướng địch thì anh em hãy bật chiêu cuối. Hoặc cũng có thể là bật chiêu 1 lên để áp sát vào tướng địch nhanh hơn. Và sau đó chúng ta bật chiêu cuối. Sau khi anh em bật chiêu cuối thì chúng ta sẽ bật chiêu 2 tăng 200% tốc đánh. Và sau đó spam đánh thường liên tục. Đó thì đây sẽ là cái lối combo mà mình thấy mạnh nhất dành cho vị tướng Triệu Vân. Ngoài ra ở đây chúng ta cũng có một lưu ý nữa dành cho vị tướng Triệu Vân. Đặc biệt ở những cái trận đấu nào mà anh em gặp phải những đội hình mà có nhiều khống chế, kiểu như là Ginder, Mina. Chứ còn mình không tính đến những cái khống chế nó kiểu là áp chế như là Alistar và là Arum nha. Đó, trong cái thời gian mà tướng địch nó khống chế anh em, nếu anh em căn chuẩn, anh em bật được chiêu 1 lên thì nó cũng sẽ giúp cho vị tướng Triệu Vân né đi được những cái đòn khống chế rất là hiệu quả và có thể outplay và lật kèo rất là tốt. Tại vì thời gian miễn khống chế nó đâu đó chỉ tầm 0,5 giây đến 0,75 giây. Đó, thế nên chúng ta hãy căn thật là tỉ mỉ nha, tham minh thật là chính xác. Hiện tại ở tầm thời điểm này thì mình cũng đã có đâu đó khoảng 12 điểm nội tại rồi. Và chỉ cần 8 điểm nội tại nữa thôi là chúng ta sẽ mắc 20 điểm nội tại cho vị tướng Triệu Vân. Đó mà mới chỉ tầm phút thứ 9 nha. Vẫn áp dụng những cái chính sách đó chính là đi đảo ganh liên tục. Và cứ ở đâu có giao tranh là chúng ta sẽ gây sát thương lên toàn bộ tướng địch ở đấy. Tối đa hóa tất cả những cái mạng ăn và mạng hỗ trợ trong giao tranh tổng.
Và cuối cùng về lối trang bị của vị tướng Triệu Vân trong clip này của mình thì nói cụ thể ra chúng ta sẽ lên là kiếm truy hồn, tiếp tục là dây kiên cường, sau đó là đến cái phước hợp kiếm. Ở slot thứ 3 thì mình nghĩ anh em lên đẩy phước hợp kiếm lên sớm nha. Tại vì cái phước hợp kiếm này mình thấy nó kết hợp rất là tốt với cái bộ kỹ năng của vị tướng Triệu Vân. Và ui, pha này thì hơi khó rồi, chắc là mình sẽ bấm băng xương để có thể rút ra một tí. Tại vì pha này lao vào thì nó cũng hơi nguy hiểm. Team bạn có John nha, một cái chất tướng xạ thủ cũng rất là mạnh. Nếu mà đánh giá về giai đoạn cuối trận thì mình nghĩ là sẽ vượt trội so với vị tướng Xeo Nát team mình. Có chúng ta không cẩn thận thì cũng rất là dễ có thể bị lật kèo. Còn đến tầm slot thứ 4, chúng ta sẽ lên thương xuyên phá. Và slot thứ 5 sẽ là nành phần rít. Còn nếu anh em nào thích thêm chí mạng thì hoàn toàn chúng ta có thể bỏ cái slot cuối hoặc là bỏ slot thứ 4, thứ 5. Đó, anh em thay thế cho mình bằng cái món trang bị thanh kiếm thì nó cũng rất là hiệu quả. Đến tầm này thì chắc là một bổ một mạng rồi. Sau cái pha vừa rồi thì anh em có thể thấy là cái lượng sát thương của chúng ta rất là lớn. Một bổ và sau đó kèm theo một đánh thường thì gần như Quillen đã bay màu trong tức khắc rất là nhanh. Còn về nhánh phù hiệu dành cho vị tướng Triệu Vân thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là ma chú nha. Nó mình thấy ma chú thì gần như hợp cho mọi vị tướng đấu sĩ rồi. Và đặc biệt ở đây đó chính là cái slot đầu tiên anh em nên sử dụng là hấp huyết. Kết hợp rất là tốt với cái nội tại long tướng của vị tướng Triệu Vân. Tại vì mỗi khi anh em hạ được tướng địch thì chúng ta cũng sẽ được cộng thêm phần trăm máu đã mất. Đại loại nghĩa là hạ được tướng địch thì chúng ta sẽ được cộng thêm máu. Và gần như hai cái nội tại long tướng kết hợp với hấp huyết thì nó sẽ cộng dồn với nhau rất là hiệu quả. Tiếp tục là ở đây chúng ta sẽ núp thôi, đợi xem có ai đi ngang qua hay không. Và mình mong rằng những người chơi chủ lực của team bạn sẽ ngang qua đây. À, có John nha. John thì chắc là đợi cho John đi sâu sâu một tí. Tại vì nếu mà chúng ta ra sớm quá thì rất là dễ bị lộ. À, và rồi gặp thêm cả vị tướng Quillen. Và lần này thì chính xác đó chính là một bổ một mạng. Và xuống đây thì làm lướt cái mạng của vị tướng John. Và clip của mình về vị tướng Triệu Vân trong mùa giải S4 2023 thì đến đây chắc là kết thúc rồi nha anh em. Và nếu nào thấy hay thì mọi để lại mình một like, ký kênh để có thể ủng hộ mình tiếp tục ra cho khác hơn nha. Và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong video lần sau. Bye bye.